Tiếp tục thông tin về vụ việc người chồng ở tại Thái Bình bắt vợ phải trả lại toàn bộ chi phí sinh hoạt là 42 triệu đồng thì mới được ly hôn gây xôn xao dư luận. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, người vợ đã lên tiếng cho biết người chồng đã gặp chị để xin lỗi và cả hai người mong muốn giải quyết sự việc và chia tay trong hòa bình. Người vợ tiết lộ anh chồng đã đến gặp mặt và xin lỗi chị, nhận thấy hành động của bản thân và anh chồng đều xuất phát do nóng giận. Sau khi bình tĩnh lại, chị mong muốn giải quyết sự việc và chia tay trong hòa bình, chị cũng mong mọi người không bình luận và để cho hai người tự giải quyết câu chuyện. Trước đó trên trang cá nhân, người vợ đã lên tiếng tố người chồng đòi lại tiền ăn, tiền khám chữa bệnh mới cho mang theo đồ đạc cá nhân khi hai người chia tay, khiến cho mọi người bức xúc. Dù mới cưới nhau được 14 tháng, nhưng cặp đôi này không hạnh phúc dẫn đến ly hôn. Thậm chí dù người vợ ngỏ ý trả trước một khoản tiền để lấy giấy tờ tùy thân, nhưng người chồng cũng không đồng ý. Được biết hai người vợ chồng này đã đăng ký kết hôn từ năm 2016 và trước đó thì cả hai đã từng có gia đình. Sau khi chia tay người cũ thì hai người đã đến với nhau. Sau sự việc trên thì người chồng đã bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội vì sự tính toán chi ly của mình. Nhiều người còn cho rằng nếu ở bên Trung Quốc thì anh này không những không được đòi tiền mà ngược lại còn phải bồi thường cho người vợ. Cụ thể là cách đây ít lâu, tòa án Trung Quốc đã buộc người chồng nếu muốn ly hôn phải trả cho vợ là 50.000 nhân dân tệ, tương đương với 7.700 đô la Mỹ, vì chị này đã phải làm việc nhà suốt 5 năm. Dư luận mạng Trung Quốc tranh cãi sôi nổi về số tiền. Nhiều người cho rằng là số tiền đó quá nhỏ, vì nếu như thuê một người giúp việc trông trẻ mỗi năm cũng phải mất đến mấy chục ngàn nhân dân tệ được lại thì nhiều người cho rằng phán quyết của tòa tạo ra tiền lệ xấu sau này bởi việc xây dựng gia đình cùng nhau vun vén chăm sóc gia đình là chuyện tự nguyện không thể đến lúc ly hôn lại đồ, lại lôi ra lại đòi tiền công cả.